Chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Bữa Ăn Rừng Núi của mình nha. Bây giờ xem anh em bóc keo buổi chiều hôm nay này. Buổi chiều hôm nay thì trời đã hanh rồi. Bây giờ cận cảnh em nó bóc keo đây là bà. Đây là tay cưa lóc nè. Đủ loại đó, đủ loại nghề. Trừ là tay cưa lột. Thằng này là thằng thủ. Thằng thủ thấy. Chứ con gấu của tôi là quá thủ. Trời chiều nay là ủng hộ anh em đó. Hanh rồi đó. Chiều nay vào lúc là 16:30. Lên tới bé thì còn luôn. Ngày 21 tháng 10. À, hôm nay mình lên hơi trễ. Anh em tời sai lên đây. Uống rượu nhiều. Đây này. Uống rượu rất nhiều. Nhỏ con có dỗ. Nhỏ mà uống kinh luôn. Ăn tổ là đi uống nhiều nhất được uống 4 tổ. Anh ta đã bị viêm gan B thành ra mẹ. Chờ anh em bóc được 1 gong rưỡi rồi. Chắc bóc hết cái này rồi. Sắp tối á. Ừ, tiếng đồng hồ nó bóc xong rồi. Hôm nay mà giờ đang lột keo đi hết. Làm cái xe đổ xuống dốc này. Nè, có ta đây mọi. Đây đây. Rồi bây giờ anh em tiếp tục bóc xe đổ xuống dốc các bạn. Này cỡ này nè, con này này. Được tí. Nè, sao? Đây là anh xin các bạn nha. Đưa một nữa nè, có tiếng này. Đấy nó ui. Chê hết hả? Phải cứ lọc nè. Keo được. Bóc hết cái này được bao nhiêu tấn ta? Bóc cái này được 16 tấn. 16 tấn. Ở phía sau là anh Hùng luôn nha. Đây là anh Hùng đó. Hùng rào. Anh rất nhiều tập. Anh chờ anh nôn về rồi cản cái cạp cái sao đó. Cái cạp em vừa đi học vừa đi làm đó. Quá rêu đi. Kia là bà cô không phải.
Còn là câu không? Đây là cua siêu nè. Ba con thử không? Bây giờ bác Tài xuống cầm lấy xe để lên cái dốc này các bạn nha. Cái dốc này không không cao lắm nhưng mà rất khó chịu lắm. Bác Tài giữ cầm lẹ cái keo các bạn nha, để lên con dốc này. Bây giờ anh em lồng keo về. Chiều tối rồi. Sau đó là người cao thủ chính. Đã rồi là người chân à. Bác Tư. Anh em bóc keo gì đó. Người đang quay phim là Bác Tư. Vậy chiều nay anh em làm tiếp một chậu. Anh em làm tiếp, chiều nay anh em làm xong rồi anh em nghỉ. Có gì đó anh em cũng có anh Huy này. Anh Hùng. Anh Hùng. Anh Hùng. Anh Hùng và anh Tốn. Đến bóc hai thiên. Thông cảm anh này đi anh làm mà. Người người không, không bình thường các bạn nhé. Rồi bắt đầu cũng các bạn.
Vâng, như vậy xe đã lên qua khỏi con dốc này rồi các bạn nha. Rồi trời sắp về tối rồi. Các bạn xem hay nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ và ủng hộ với nha.